nấm tay mèo, lá và hành tím và gừng. Động tác băm đất trộn các bạn. Khác với đệ tử băm ở dưới. Lá và hành tím và gừng. Động tác băm đất trộn các bạn. Khác với đệ tử băm ở dưới. Bữa băm sao mà tự nhiên đang băm mà có cái đuôi heo xích ra nữa, kiểm tra lại mất ngón tay. Sao kêu đang băm hành băm tỏi sao có cái đuôi heo. Ba chỉ xay ra nhân cá này đó, ta phải bóp cho cái miệng cho nó kỹ ra, cho nó đều với cái bột ngọt, với aji ngon, với tiêu tiết, với nấm tay mèo và hành tím tỏi dùng cho nó thơm. Là tất cả phải băm nhuyễn hay băm nhuyễn hết, cái gì nó thành gì những dẻo để ướp vô cả cho nó thơm. Đó. Ví dụ có nhiều người thắc mắc là cái này còn xương không thì sao? Cái này thì bao không xương nha anh em. Đó, thì còn xương cá mình bóp xong á, mình bỏ ra cái dĩa. Đó. Mình bỏ vô cái tô được không anh? Bỏ cái tô cũng được nhưng mà mình bỏ cái đĩa nó đẹp hơn. Đó. Đó, cái này là nó cái nhân cá nha anh em. Đó. Mình giới thiệu với anh em lại nha. Nhân cá gồm là nấm tay mèo, thịt ba chỉ xay ra, hành tím, tỏi, tiêu, bột ngọt, ở như ngon và dầu ăn, ớt chai. Đó. Ta làm nhuyễn hết ra và ta chuẩn bị nhồi vô con cá. Đó. Con cá ta chọn con cá nó rơi vào cái tầm là khoảng ở... trả 2 bịch đá lại đi. 2 tí. Mới mua 2 bịch rồi. 2 tí đây nè. Đó. Cá chép 2 tí. Cái này là đã làm sạch hết rồi nha anh em. Cá chép làm sạch hết rồi, 2 tí nha anh em. Mà ta mổ là ta mổ phía trên này. Đó. Để cái nhân ta nhồi qua đây là nó không có rớt ra ngoài. À, này thấy không? Là làm cá đó. Bây giờ mình sẽ nhồi sắp đây công nhân này ăn nè. Hết nhân này vô. Là cá nhồi nhân thịt, mình gọi đơn giản là cá nhồi nhân thịt. Không, mình phải suy nghĩ cái hay hơn cái này. Còn bữa nào mình sẽ làm món cá ấp trứng cút nha. Cá này trứng cút. Hai cá này. Hai cái. Kéo này cho nó cuốn hai ba lớp cho nó ngọt trứng cá. Cá mình hấp cái bạc mà cái nước nó còn nằm trong này luôn. Ủa vậy là cá này sao phát được? Phát. Tí nữa mình mở nó mới phát được thôi. Nó phát ra đĩa là mình ăn thôi. Ok luôn. Đó. Thì là khác gì cá không. Bọn cá đây. Cái này hơi nhỏ nha các bạn. Mở thử với bạc ra xem sao. Ok, test thử nha. Wow, con này hơi kỹ, trốn hơi sâu. Tét ra luôn hả? Mang lên đặt bếp luôn đi. Đặt bếp đi. Ra đây đi. Thằng nào thì cũng bơi trong nước mà. Rồi thành quả nha. Bận bịu từ chiều tới giờ. Chị giờ làm mệt quá mà. Định lật ngược rồi, không kìa mẹ nó đi. Đây, ăn ngon quá nè. Các bạn thấy gì chưa? Bao cũng chín luôn rồi. Chân nhậu đang bao quay xung quanh nha. Thậm lắm nha.